Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tập truyện ngắn Truyền kỳ trên quê Nam của nhà văn Hồ Trường An. Tập truyện này được nhà xuất bản Làng Văn Canada phát hành. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập truyện ngắn Truyền kỳ trên quê Nam. Truyện thứ 6. Câu chuyện bên dòng rạch Tân Giai. Bà Ban Biện Lâm Thiện Tánh khuê danh là cô Hai Lý Thị Kim, và có ba người em trai là ba Lý Kim Luông, tư Lý Ngọc Hổ, năm Lý Thanh Hùng, sáu Lý Dõng Bưu, và người em gái chót tên Úc Lý Thị Nguyệt. Tư Hổ vào sáu Bưu chết từ hồi còn nhỏ, chưa tới 3 tuổi. Nhà ông bà Ban Biện Tánh ở làng Tân Giai, từ miếu cây gia cửa hữu đi qua phía trái. Khách viếng thăm phải vào chiếc cổng bên hông thánh thất cao đài, bước qua cầu Tân Giai, bắc qua con kinh cục, men theo con đường đất lượn song song với rạch Tân Giai chừng một cây số là tới nhà hai ông bà. Nhà cất trong hai mẫu vườn trồng đủ thứ cây ăn trái thuộc miền Tiền Giang như cau, dừa, mận, ổi, xoài, cam, quýt, chanh, bưởi, khế ngọt, khế chua, mãng cầu, lựu, dâu miền dưới. Nhà này thuộc loại nhà bánh ếch, gồm một căn hai trái, nhưng phía sau có cất gác cao. Trong nhà bày bàn ghế đóng theo kiểu dưới trào vua Louis thập ngũ, xen lẫn tủ thờ khảm xà cừ, cột chạm có gắn liễn ngói nền mung hoặc nền son thép chữ vàng. Đây là loại nhà trưng bày nửa Âu nửa Á, không cần theo một quy tắc nào, miễn đẹp và quý thì thôi. Khi độc giả bước vào chuyện này thì bà Ban Biện Tánh tuổi đã 50 ngoài, quá chồng và được ba con, gồm một trai và hai gái. Ông ba Kim Luông kém hơn chị 3 tuổi, nhờ mảnh trai ăn học giỏi nên cưới được vợ đẹp và giàu, và được bên vợ nâng đỡ nên leo lên tới chức chánh chủ quận. Còn bà Út Nguyệt lận đận về việc chồng con, nên sau cùng làm kế thất cho ông ban trưởng của ban Phước Kiến của ba tỉnh Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh. Vợ ông chánh chủ quận luôn ló mồi coi rẻ bên chồng, nên bà Ban Biện Tánh và bà Út Nguyệt ít khi lui tới nhà vợ chồng ông ta. Khi dỗ tía má họ, bà Ban Biện Tánh tổ chức bữa cúng riêng tại nhà mình và chỉ mời vợ chồng em gái và chị em bên chồng mình. Bà Ban Biện Tánh và bà Út Nguyệt cách nhau 10 tuổi nên ở vào hai thế hệ khác nhau. Bà Ban Biện Tánh cam phận bà già, chỉ ăn mặc cho sang nhưng không tô son dồi phấn, lại còn ăn trầu cho mặn mòi mẫu người phụ nữ sống theo lối cổ. Còn bà Út Nguyệt còn non nheo nhẽo, lại có bóng sắc nên ăn mặc theo phụ nữ trẻ trung, son thoa phấn dồi, đeo nữ trang bừa bộn rườm rà lắm. Bà Út tự đặt cho mình cái tên Túy Nguyệt để trổ tài làm thơ và cho xuất bản thi tập Bông Hường Đượm Sương, cốt để ca ngợi ái tình và hoài niệm những cuộc tình hạnh phúc của mình. Sau ba lớp chồng, việc có tay có, ấn cũng có luôn, tới gần tuổi 40 bà mới chịu làm kế thất ông chồng dị chủng tên Lọt Tài Phá, tức Lạc Đại Hoa. Ông Ban Phá coi mạch hốt thuốc mát tay nên giàu có, và lại có tiệm bán cao đơn quần tán ở gần Miễu Quốc Công. Tiệm chỉ là căn phố khá rộng, có một tầng lầu thoáng khí. Ông khôi ngô hào hiệp, biết chiều vợ, biết đủ bí thuật nịch ái vợ, nên bà Út Túy Nguyệt dẹp bỏ lòng dơ dạ chuột, quyết lòng trụ luôn tiệm thuốc Bắc An Tuy Đường của chồng. Bởi đó bà sáng tác bài cảm hoài như sau: trên bến Tà Dương tuổi phấn hương, còn chi núi tiếc mộng cao đường. Đời hiu quạnh tựa chiều phai nắng, lòng ướt mềm như cỏ đẫm sương. Tỉnh giấc ngậm ngùi thân liễu ngõ, giật mình thương xót phận qua tường. Thôi thôi mỗi bước xin dừng lại, tìm bụi tàn đông điểm tựa nương. Bởi bị anh và chị dâu khinh khi thói đi ngang về tắt của mình, nên bà Út quyết lòng chiều chuộng hai thằng con trai của chồng và lũ cháu kêu mình bằng gì. Bà mong họ nên người để cho ông anh Khả Ố và mụ chị dâu mắc dịch của mình sáng mắt ra rằng bà có gia đình riêng và gia tộc riêng, gia nào cũng có căn cơ vững chãi cả. Nhờ tấm lòng ưu ái thành thiệt đối với hai thằng con chồng là Lọt Xin Phó, tức Lạc Thanh Ba, và Lọt Chính Sủi, tức Lạc Thanh Thủy, nên bà được họ yêu kính. Hai cậu con chồng này học trường Pháp qua học hiệu École Branco-Chinoise, rồi sau chuyển qua trường Saint-Loup Loba đậu tú tài. Họ học thêm Anh văn, rồi theo bên nội học buôn học bán để làm giàu.
Bà Út Tuyến Nguyệt khi biết rằng lũ cháu kêu mình bằng cô, ỷ lại vào tiền bạc của tía má họ nên đâm ra chểnh mảng học hành. Cho nên cái ý định o bế ba đứa cháu kêu mình bằng gì, ăn học giỏi để trả thù ông anh ó đâm và bà chị dâu kiêu căng của bà càng lẫy lừng như lửa riêu riêu gặp gió. Trong hai đứa cháu gái, bà cưng cô bé Lệ Châu hơn. Cô này có vóc dáng cao ráo và nước da trắng trẻo. Còn cô bé Lệ Ngọc ưa giang nắng nên nước da đen hù. Đã vậy cô còn có vóc dáng vừa mập vừa lùn, dù khuôn mặt cô có nhiều đường nét hài hòa đi nữa. Cậu Lâm Thiện Dõng vì sớm biết phận mồ côi của mình nên chí thú ăn học và đậu tú tài ban triết học, nhưng chỉ ở nhà lo việc vườn ruộng chứ không ra làm việc với nhà nước lang xa. Cô Lệ Châu thì thi đậu bằng Brevet du Premier Cycle và cô Lệ Ngọc thì thi đậu bằng Thành Chung. Quý vị độc giả nào trưởng thành vào cách thập niên 30, 40, 50 chắc còn nhớ bằng Thành Chung trộm trèm với hai bằng trung học của Pháp là Brevet Elementaire và bằng Brevet du Premier Cycle, nhưng có thi thêm phần văn chương Việt Nam. Từ khi bắt đầu vào trung học, cô Lệ Ngọc không gian nắng đùa nghịch với lũ trẻ hàng xóm nên nước da cô không còn tối sậm như chầu xưa. Bà Út Túy Nguyệt chẳng những giỏi khoa xem tướng, giỏi khoa bói, nghe kiến và khoa đoán điềm giải mộng, lại còn rành khoa chăm cứu nữa. Bà thường bảo chị ruột của mình: "Nè chị, anh rể của em và chị ăn hiền ở lành, lại còn mềm mỏng khiêm tốn á, thì sẽ được trời thương. Lũ con của chị tuy không làm ông này bà nọ như vợ chồng anh ba luôn, nhưng tụi nó sẽ có văn bằng, có tiền của, đứa nào cũng có quế tướng cả. Còn hai thằng con trai và đứa con gái của họ chẳng những không có từ dung mỹ mạo, lại thêm tướng dữ tướng xấu hiện ở nhân diện dốc dáng của tụi nó. Rồi đây tụi nó sẽ là lũ phá gia chi tử, may lắm là sống được cuộc đời, tuy no ấm tấm thân nhưng chẳng chút vẻ vang gì cho tía má tụi nó." Sau 3 tháng vắng mặt ở Vĩnh Long để đi chợ lớn thăm lơm gia đình hai đứa con ghẻ, bà Út Túy Nguyệt mới chịu trở về Vĩnh Long để đi tân giai ăn đám giỗ anh rể của mình. Bà nhìn cô Lệ Ngọc lơm lơm: "Chàng ơi, chỉ cách mặt mới có 9 tháng à, mà cô Lệ Ngọc nhổ giò cao lớn dông dãy. Nước da tuy không trắng mát như nước da cô Lệ Châu nhưng cũng đã mơn mởn khá nhiều, lại còn hồng hào chói lọi. Thanh quan thổ địa ơi, cô em giờ đây đẹp hơn cô chị, nụ cười kèm theo đôi lúm đồng tiền nên càng duyên dáng mặn mòi hơn cô chị nữa là khác." Bà Út Túy Nguyệt khen: "Mèn đét ơi, ai mà về con ngọc đẹp lụy anh hùng như vậy. Để dì kiếm nơi giàu sang phú quế hoặc chỗ quần cao tước trượng để cho cháu trao thân gửi phận suốt trăm năm." Cậu Hai Thiện Dõng khi 22 tuổi, nhân dịp dự đám giỗ của bà vong mẫu ông huyện Hàm Trần Văn Hưởng ở Tân Ngãi, có gặp cô Trần Thị Cẩm Liên, con gái ông bà huyện, và cô Tô Thị Cẩm Điệp, con gái của ông bà Phán Tô Đạt Xanh. Ông Phán Xanh là em ruột bà huyện Hưởng. Cô Cẩm Liên kiều diễm cao sang, ăn nói bãi bui, còn cô Cẩm Điệp thì lưu lít xanh xao. Tuy cô ăn nói chải chuốt, lại ưa đánh lưỡi ngoai miệng để làm điệu. Cậu Thiện Dõng về nhà bảo mẹ đi coi mắt cô Cẩm Liên cho cậu, nhưng bà Út Túy Nguyệt bàn ra: "Nè cháu, vì coi bộ việc cháu mong cầu khó mà vuông tròn, vậy thì cháu thử bói nghe kiến coi sao." Ở đây bút giả xin lạm bàn sơ xịa về khoa bói nghe kiến qua lời giải thích của bà cụ nữ sĩ Kim Y Phạm Lệ Oanh trong quyển Truyện dịch Liêu Trai Chí Dị do Trường Giang xuất bản tại Sài Gòn vào năm 1962 và do Tủ sách Cành Nam tái bản tại Quê Kỳ vào năm 1987 như sau. Thiên Nguyệt Lệnh Túy Biên nói rằng: "Đêm Tết Nguyên Đán, quét dọn đèn hương trước bàn thờ ông Táo, rồi đổ nước vào cái nồi cho đầy, bỏ cái thìa vào nồi nước, thành tâm khấn khứa xong khoắn nước cho cái thìa xoay đi. Khi thấy chui thìa trở về phương nào thì cầm gương đi ra phía ấy, ngầm nghe tiếng người nói bên ngoài. Câu đầu tiên nghe được tức là điềm chỉ vận hạn tốt xấu." Ngày Tết Nguyên Đán năm đó, cậu Thiện Dõng mang kiến đi về hướng đông nam. Tới cuối xóm thì nghe bà Bảy giỏi rầy rà con gái: "Mày đừng lộn xộn mà, may áo thì nên lựa thứ cẩm nào dệt bông nhỏ như cẩm bướm, chớ lựa loại cẩm dệt bông lớn như loại cẩm sen, coi không có nhu nhã đâu." Cô Hai Thục Phi, con gái bà Bảy giỏi, nói: "Thôi được, con lựa sắp cẩm bướm màu tím tươi vậy." Cậu Thiện Dõng không thể đoán ra sao, bà ban biện tánh sai con Lại nấu nồi bánh canh tôm thẻ, giò heo, rồi sai con Ổi đi qua Miễu Quốc Công.
mời bà Út Túy Nguyệt để bàn điềm bói nghe kiến. Bà Út liền soạn quần áo đi tân giai để ở chơi nhà chị vài hôm. Nghe cháu trai thuật chuyện bói nghe kiến, bà liền hỏi: "Nè cháu, hôm cháu đi ăn dỗ ở nhà ông Nguyễn Hàm Trưởng, ngoài con gái ổng còn có cô nào khác có tên kép khởi đầu bằng chữ Cẩm không?" Câu Thiện giọng chợt nhớ ra: "Có cô Tô Thị Cẩm Điệp là con gái ông Phán Tô Đặc Sanh. Ông này là em vợ của ông Nguyễn Hàm Hưởng, nhà ở gần lò gạch chợ Trường An." Bà Út Túy Nguyệt vỗ tay: "Duyên nợ cháu không buộc vào cô Cẩm Liên đâu, mà ở nơi cô Cẩm Điệp đó. Cháu hãy nghe đây, bà bấy giỏi khuyên con gái đừng may áo bằng thứ lụa cẩm sen, vì lụa đó dệt bông lớn, coi không nhu nhã. Cháu đừng quên, theo chữ Nho thì Liên tức là sen. Còn cô Hai Thục Phi đổi ý chọn thứ lụa cẩm bướm, mà theo chữ Nho Điệp tức là bướm vậy." Đang lúc mê say cô Cẩm Liên, cho nên cậu Thiện giọng rùng vai tỏ vẻ không tin, còn cô Lệ Châu thì cười ngất: "Tưởng ai chứ chị Cẩm Điệp thì cháu còn lạ gì. Chị đó xanh chành, môi tái dách, nghe đồn chỉ có đủ thứ bệnh uống thuốc như cơm bữa. Trời ơi, anh hai tụi cháu mà cưới chị Cẩm Điệp về đây thì cả nhà mất công nuôi bệnh." Cô Lệ Ngọc can gián: "Anh hai tụi cháu phải thế trượng phu hảo hớn, vai rộng lưng dài, còn chị Cẩm Điệp thì dài thòn như cây tre miễu, da trắng bệch bạc như da con cá cơm, như da bụng con thằng Lăng. Đã vậy giọng chỉ ồ ề như giọng vịt đực, tiếng cười kháp kháp như tiếng vịt sim, cả hai không xứng đôi, khó mà ăn đời ở kiếp với nhau." Bà Út Túy Nguyệt vẫn tươi cười: "Ây, duyên nợ mà cháu, mình dẫu có chạy đằng trời cũng không tránh khỏi nắng." Cậu Thiện giọng cứ theo năn nỉ bà ban biện tánh đi hỏi cô Cẩm Liên cho cậu. Bà ban biện cũng đành chiều lòng con nên lựa ngày trực thành đi Tân Ngãi. Ông bà Nguyễn Hàm Hưởng từ chối: "Con gái tụi tôi đã lỡ hứa hôn cho bác vật Thái Phi Khanh, con ông đốc phủ sứ Thái Phi Long rồi." Cậu Thiện giọng thất vọng muốn bệnh, cứ nằm giả dưỡi mấy hôm trên gác. Cậu hết trong xuống dòng rạch Tân Giai chảy bon bon trong mùa mưa lũ, rồi ngắm dải ruộng lúa xanh biếc bên kia sông, thở dài sừng sượt. Bà Út Túy Nguyệt liền đi chợ Trường An mượn cớ tìm mối để bán loại lãnh Chùa Tháp và lãnh Tân Châu nhuộm mặt nưa, nhưng cốt để làm quen với ông bà Phán Sanh. Sau đó ít lâu, bà Phán Sanh dù có cảm tình với bà nên thường đãi ăn hậu hỷ lắm. Bà Út Túy Nguyệt nhìn cô Cẩm Điệp bảo bà Phán Sanh: "Con cháu này nếu không đau ốm thì cũng có bóng sắc như ai, chị nên tìm chỗ xứng đáng để gả nó. Biết đâu nó hết bệnh nhờ hai khí âm dương điều hòa, và sau khi nó đẻ đái, máu huyết nó sẽ thay đổi, nó sẽ sinh tốt, chồng nó sẽ mê nó hơn." Bà Phán Sanh buồn rầu: "Hồi nó lên ba, thầy thuốc nói nó khi mới sanh ra khí huyết không đủ nên sẽ bệnh hoạn dây dưa. Còn thầy bói thì nói nếu nó lấy chồng hợp tuổi hợp tánh thì bệnh kia sẽ khỏi. Tôi biết tìm ai mà gả nó đây. Nếu chị biết nơi nào xứng đáng để nó trao thân gửi phận thì tôi sẽ đền ơn 10 lượng vàng. Số là tại huyệt đan điền của con người, tức là huyệt nằm dưới lỗ rúng 2 hoặc 3 lóng tay, có 2 thứ dương khí. Thứ dương khí tiên thiên do cha mẹ truyền cho hồi mẹ đậu thai, cũng gọi là quân hỏa. Còn thứ dương khí hậu thiên do cơ thể sanh ra nhờ ăn uống lại, gọi là tướng hỏa. Như cô Cẩm Điệp đây, dương khí tiên thiên của cô không đầy đủ, vì má cô chỉ mang thai có 7 tháng thì sanh ra cô. Dương khí tiên thiên chứa kết tụ đủ lượng ở thế chất cô, nên cô mới èo ụt từ nhỏ tới khi gặp bà Út Túy Nguyệt như vậy. Bà Út Túy Nguyệt bèn hứa làm mai cô Cẩm Điệp cho cậu Thiện giọng. Để o bế sắc dốc cô Cẩm Điệp, bà đưa cô đến An Tuy Đường để bà chăm cứu cho cô, và để chồng bà hốt thuốc ích khí bổ thần cho cô uống. Do đó cô tuy còn hơi gầy nhưng lên cân, khuôn mặt đầy đặn, lưỡng quyền bớt cao, tay chân bớt khẳng khiu, da thịt không còn xanh xao và trở nên trắng mát. Khi cậu Thiện giỏng cưới cô Cẩm Điệp xong, hai vợ chồng lại yêu đương nồng mặn. Nhưng do con khế, đứa tớ gái của bà Phán Sanh tiết lộ, cậu hay được mụ dì quý hóa của mình liễm 10 lượng vàng của bà Phán Sanh, nên cậu bất bình trong bụng nhưng không dám nói ra. Còn cuộc hôn nhân của cô Lệ Châu với cậu Trần Trọng Chánh, thứ nam của ông hội đồng Trần Kỳ Hên, có nhà ở cầu Bà Điều thì sao? Khi cả hai đi dự lễ rước đèn lồng vào đêm 14 tháng 7 dương lịch, trước dinh quan chánh thăm biện, thì cả hai có dịp chuyện vãn nhau, vì cậu Trọng Chánh là bạn học cùng lớp với cậu Thiện Giọng,
khi cả hai còn học trường Petruski ở Sài Gòn. Lúc đầu khi biết cậu Trọng Chánh đeo đuổi mình, có lẽ Châu chê cậu Trọng Chánh hơi khù khờ, lại là con của bà vợ bé ông hội đồng hên. Cô chỉ để ý đến cậu Lê Háo Nghĩa, con trạng sư Lê Ái Tước, vì cậu Háo Nghĩa chẳng những đẹp trai mà lại còn học trường Tây Saksalup Sloba nữa. Đêm đó cô nằm chiêm bao, thấy mình lột trái vải chín mùi ra ăn. Bà Út Túy Nguyệt đoán điềm giải mộng như sau: "Nè con, con không có duyên nợ với chàng trai nào có mỹ mạo phong lưu đâu. Theo dì Út nghĩ, trái vải nào khi chín mùi thì vỏ của nó cũng chẳng những sần sùi thô nhám mà còn khô quắt khô queo. Ấy vậy mà ruột nó lại ướt rượt, lại ngọt ngào thơm tho. Cứ theo mộng triệu mà suy thì con sẽ lấy chồng tuy không đẹp trai nhưng có tấm lòng hào hiệp tốt lành. Để rồi con coi." Quả thiệt y như rằng cậu Háo Nghĩa cưới cô Henriette Mai, con của giáo sư Henry Mai Phú Cường. Cô này có điệu bộ giống đầm, học trường Marie Curie, đẹp lộng lẫy như ngôi sao màn bạc. Phận chí quá, cô lệ cho nhận lời kết hôn với cậu Trọng Chánh. Cả hai về ở nhà bà Bảy Nhiên, mẹ ruột cậu Trọng Chánh. Nhà này cất ven rạch Cái Trê, gần đình Tân Giai và cách cầu Kinh Cục một cây số. Bà Bảy Nhiên làm nghề vựa mắm vựa khô. Cô Lệ Châu đi dạy lớp nhất trường nữ tiểu học, còn cậu Trọng Chánh được cha và anh chị dòng đích hùng cho tiền lập tiệm bán đèn măng sông, dàn hát máy, dĩa hát máy cùng sách báo và dân phòng phẩm ở ngoài chợ Vĩnh Long, cùng một dải với chợ cá, cách chợ cá 500 thước. Bà Út Túy Nguyệt tuyên bố: "Bà con coi đó, hai đứa lớn của chị hai tôi nhờ một tay tôi mà duyên ưa phận đẹp. Bây giờ tôi phải lo việc chung thân cho con Lệ Ngọc. Con này mới đúng là trang gia nhân mỹ nữ. Tôi phải lựa cho nó một tấm chồng thượng lưu trí thức, bạc biển tiền rừng mới xứng với cái bóng sắc chói chang của nó." Cô Lệ Ngọc băn khoăn hỏi mẹ: "Má có chắc dì Út trưa mai đến nhà mình ăn cơm không? Con nghe con Lài nói dĩ đi Cần Thơ chưa về." Bà ban biện tánh xếp từng lá trầu thành một ốp, đặt vào chiếc khay trầu khảm xà cừ. Bên ngoài mưa chiều lâm râm, bà khiêu ngọn tỏa đăng cho sáng hơn, quả quyết: "Dĩ vừa về hồi xế chiều, dĩ sở dĩ đi Cần Thơ là vì chuyện sáng mai đây." Cô Lệ Ngọc ngơ ngẩn: "Má nói gì con không hiểu?" Cô Lệ Châu cười tinh quái: "Làm sao mà em hiểu được, chuyện này là chuyện người lớn mà em." Bà ban biện tánh bảo cô trưởng nữ: "Sáng mai con nên đến đây sớm để phụ chị dâu con nấu nướng." Cô Cẩm Điệp trấn an mẹ chồng: "Việc chợ búa thì con xin lãnh phần, má cần món chi thì biểu cô Ngọc biên vào giấy. Giả lại con cũng đã lo sẵn nồi canh giò heo hầm măng tươi và nồi thịt cá kho chung có đệm trứng luộc rồi." Cậu hai Thiện Dõng có vẻ bực mình về chuyện đãi ăn thù tạc. Từ khi biết bà Út Túy Nguyệt liễm 10 lượng vàng trong vụ làm mai là cậu cảm thấy lòng mình sần sượng và khúc mắc với mụ dì lóc chóc như cá lóc nhảy trong diệm kia. Bà ta ưa lui tới các chỗ giàu sang danh giá để làm áp phe lẫn nghề mai mối. Bà ta mà chà lết ở nhà này chừng một buổi là thế nào cô Cẩm Điệp cũng đòi hỏi cậu sắm món nọ món kia cho cô. Quỷ thần ơi, từ khi mập mạp tươi mát, cô Cẩm Điệp ăn diện gắt của kiệu, nay đeo cẩm thạch, mai dện hột xoan, mốt đeo hai thứ một lượt. Mà lạ chưa, cô vợ lao chao như cào cào cháu cháu của cậu, thay đổi các món nữ trang liền liền. Cô cứ than mình hay ương yếu trong người nên cứ đi ăn tuy đường của dượng rể cậu Hà Rầm. Mà còn lạ hơn nữa, có lần cậu tình cờ đi thăm ông Ban lọt tài phá thì bắt gặp vợ cậu đi ăn tuy đường, thay vì để cho ông Ban phá coi mạch hốt thuốc, lại cùng mụ dì của cậu ăn hai món tối độc với kẻ ương yếu là món ốc gạo chấm nước mắm chanh ớt và món ghẹ luộc chấm muối tiêu có chất chanh. Cậu Thiện Dõng ngáp dài: "Lạ thiệt, có một mình dì Út tới đây ăn cơm trưa mà sao cả nhà chào rào trộn rộn như là sửa soạn tiệc đãi vua vậy." Cô Lệ Châu cười hình hệt ngó em gái: "Thì cũng có vài người khách ở bên Cần Thơ qua chơi chứ bộ." Bà ban biện tánh che miệng ngáp dài rồi khuyên lũ con: "Châu à, ăn cơm chiều ở đây xong con nên về nhà con đi. Còn vợ thằng Dõng và con Ngọc mau lo dọn cơm đi. Cơm nước xong xuôi bây nên ngủ sớm. Sáng mai là ngày quan trọng, ai cũng có nhiều chuyện phải làm." Cô Lệ Châu xuống bếp phụ chị dâu và em gái lo chiên xào kho nấu các món ăn. Mâm cơm tươm tất dọn lên, có món canh cá bông lau nấu chua với dưa măng, món cá rô kho tộ, món lòng gà xào mướp hương và bún tàu, món mắm chưng với thịt ba rọi để chấm với đậu bắp luộc, đọt lan và đọt mì luộc.
Khi cô Lệ Châu về miệt đình Tân Giai thì cô Cẩm Điệp coi siêu sắc than thuốc ôn bổ cho mẹ chồng cho tới cử sắc, tức là ba chén chỉ còn 8 phân. Thì bà Văn Biện tánh uống xong cô mới trở về buồn với chồng. Cậu Thiên Võng cằn nhằn: "Khổ quá, dì Út đi chơi chỗ khác về rồi lên Tân Giai thăm má, chắc em mừng lắm phải không?" Cô Cẩm Điệp hái dài ông chồng ương ngạnh của mình: "Coi bộ anh ác cảm dì Út thiếu điều ăn tươi nuốt sống dĩ vậy." Cậu Thiên Võng không nói không rằng, mặt mày trừ bự như một tảng bánh đúc. Thiệt tình cậu làm sao ưa nổi mụ dì ưa bè què bẹt quẹt. Tới đây thấy món gì tốt cũng xinh, thấy món gì lạ cũng lôi ra ngắm nghía. Rầu nhất là hễ bỏ qua đây chơi á, là ư rì rầm thủ thỉ bên tai vợ cậu, chuyện gì không biết. Để rồi sau đó cô Cẩm Điệp cùng bà kéo nhau đi ăn hàng, rồi xuất tiền ra mua đủ thứ gấm, nhung, hàng, lụa, xuyến, nhiễu, cùng hộp xoàn cẩm thạch. Để rồi ít hôm sau mấy món đó tuy không mọc cánh mà bay đi hồi nào không biết, không bao giờ trở lại. Nếu cậu hỏi vợ thì cô Cẩm Điệp chỉ nói gọn: "Em không thích mấy cái thứ món vừa mới mua về, hễ bán lại được giá là em bán liền. Anh dư biết tánh em mà, mua xô xa nhung gấm về mà khi coi lại không còn thích nữa thì em phán phức cho rồi. Nếu cứ để trong nhà mà nhìn lại em càng thêm gai mắt." Cô Cẩm Điệp đã có 7-8 chiếc áo dài mắc tiền, cô cứ xem mặc loại hàng lụa đẹp dành để may quần cho sướng với áo, để rồi mua lãnh, xuyến, nhiễu, lục, soạn, the, mỗi thứ nguyên cả một cây. Coi bộ cả nhà này trừ cậu Thiện Võng và cô Lệ Ngọc ra, ai cũng thích bà Út Túy Nguyệt. Tuy cô Lệ Châu ở chung với mẹ chồng, từ nhà chồng của cô tới nhà hương quả của ông bà Ban Biện Hanh cách nhau trên 2 cây số, lộ trình trên con đường đất lượn theo con kinh Công Si Heo, rồi lượn theo rạch Tân Giai chỉ dành cho xe đạp và xe ba bánh mà thôi. Nhưng mỗi khi bà Út Túy Nguyệt từ Miếu Quốc Công cởi xe đạp tới thăm chị mình, thì cô Cẩm Điệp sai mấy con ổi đi mời cô Lệ Châu tới gặp mặt. Tự tay cô làm những món ăn đặc biệt để đãi mụ dì của chồng mình. Riêng bà Ban Biện Tánh, chẳng những bà coi em gái mình như bạn thiết mà còn là người cố vấn cho mình. Cho nên nhà bà có dành sẵn một căn buồng để vợ chồng bà Túy Nguyệt mỗi khi họ về chơi có chỗ ở thoải mái và đầy đủ tiện nghi. Cậu Hai Võng hằng học bảo vợ: "Kỳ rồi dì Út về đây chơi, chẳng hiểu dĩ suối dục em sao đó mà em hốt một chân hụi để mua chiếc vòng cẩm thạch. Mai đây sau khi dĩ theo khách ra về, em dám hốt một chân hụi nữa để mua một cây Mỹ A lắm đó. Chỉ khổ cho anh đó, phải nai lưng ra đóng hụi chết cho em dài dài." Cô Cẩm Điệp hái chồng một cái thiệt bén rồi cười mơn: "Em chỉ đóng hụi chết có 2 kỳ thôi, bây giờ em chơi thêm 2 chân hụi nữa, anh cứ yên lòng đóng hụi cho em, lúc nào em cũng sẵn sàng vui hụi." Cô cười thiệt lẳng, liếc thiệt tình, rồi trút quần áo. Cậu Thiện Võng cười xòa ôm chặt vợ: "Đóng hụi kiểu nào chứ đóng hụi riêng cho vợ cậu, cậu nào có rên rỉ tháng quán. Cậu tình nguyện đóng hụi đặc biệt như vậy đều đều, chẳng hề nhàm mỏi. Cái hụi này biết đâu sẽ kéo dài tới ngày cậu già sụm chứ không chơi đâu." Đêm miệt phụ cận tĩnh lỵ như làng Tân Giai này vào thời biển lặng sông trong thiệt vắng vẻ. Trên con đường đắp đất băng qua trước nhà, người đi coi hát bội ngoài đình trở về sớm lao sao bàn tán. Dưới dòng rạch ghe thương hồ qua lại, tiếng hò cất lên lanh lảnh. Trong buồng riêng cô Lệ Ngọc hãy còn thức, khi cụm lại bên thềm đã thoảng hương mà cô vẫn chưa vào giường. Đêm nay tiết trời oi bức, cô mở cửa sổ cho có gió mát. Cô không muốn thêu thùa may giá vào thời khắc này. Cô ngồi bên sông cửa ngắm bóng trăng thượng quyền méo xẹo treo trên cọn cây nhãn trồng hơi xa trong nhà. Cô cứ suy nghĩ về giấc mộng cách đây 2 tuần lễ. Cô thấy cô chạy như bay qua một cây cầu sắt lót ván thiệt dài. Bên cầu có một người con trai đứng đợi cô, nhưng cô không nhìn rõ mặt đương sự. Đương sự bưng một cái mâm phủ tấm lụa đỏ. Cô kéo khăn vuông lụa đỏ ra thì thấy cặp đèn sáp có khắc hình rồng phụng, nét khắc có tô ngũ sắc thiệt đẹp. Bà Út Túy Nguyệt bàn với cả nhà: "Trong chim bao con sông là chướng ngại, cái cầu bắc qua sông tượng trưng cho việc chướng ngại được san bằng. Chạy như bay qua cầu là lướt qua chướng ngại dễ ợt, chẳng chút gắn công." Người đàn ông bưng cặp đèn lâm phụng trên mâm, tức là kẻ đi cưới cô gái nào nằm mộng, tức là cháu đó. Thiệt tình cô không ưa mà cũng không ghét bà Út Túy Nguyệt. Hồi còn nhỏ cô ốm o so bại, nước da chẳng những đen thui mà còn mét chằn mét ưỡng. Bà Út Túy Nguyệt bảo bà Ban Biện Tánh: "Con em sánh với con chị khác nào đũa tre sắp gần đũa ngà hoặc đũa son.
Sao mà con Ngọc xấu xí, không giống cha giống mẹ lại giống ai đâu. Chàng ơi, hồi có mang nó chỉ có ăn cá linh tép mũi hay không mà dốc nó nhỏ thó như vậy. Con này lớn lên nếu mập mạp thì vẫn giữ dốc lùn. Chừng đó chị em mình phải xoay trở cách nào để gả nó lấy chồng đây. Hồi xưa bà Út Túy Nguyệt ưa tặng quà cho hai cô cháu gái. Những món tốt thì dành cho cô Lệ Châu, còn món xoàn, món kém, món cũ thì cô chịu lãnh đủ. Khi trổ mã, cô có sắc xinh dốc đẹp, bỏ xa sắc dốc của chị cô. Cô chẳng những vừa đẹp vừa tươi như trăng rằm, mà còn có giọng nói thanh tao ngọt ngào, cử chỉ quý phái, dáng đi cùng điệu ngồi và cách đứng rất là đài cát cao sang, cho nên cô có sức quyến rũ kỳ lạ. Trong khi đó cô Lệ Châu chỉ xinh và giòn cùng khiếu trào lộng đậm đà mà thôi. Một lần nọ trước mặt bà Ban Miệng Tánh, cô Lệ Ngọc quán trách thói cư xử bất công của bà Út Túy Nguyệt, thì bà Ban Miệng Tánh mắng giải: đồ thứ cháu trời đánh, thiên hạ coi gì như mẹ, còn mày á thì cứ chì chiết gì mày. Nếu dượng mày không làm món thuốc nhân sâm dinh dưỡng quần cho mày uống thì chờ tới Phật Di Lạc ra đời mày mới mập mạp, tươi rói và hồng hào như vậy. Từ khi cô Lệ Ngọc trổ mã xinh đẹp, bà Út Túy Nguyệt đối xử cô ngang hàng với cô Lệ Châu. Song thói ăn ở bất công của bà thì cô khó thể quên một cách chống dánh dễ dàng được. Cô Lệ Ngọc lấy làm lạ, cậu trọng chánh không đẹp trai lắm, mặt mày quá chất phác, tâm địa hiền quá khóa khờ. Nhưng khi cô Lệ Châu kết hôn với cậu rồi thì cả hai yêu đương nhau đượm nồng khắng khích, một bước không rời. Mỗi khi cậu đi Sài Gòn bổ hàng về hơi trễ là cô Lệ Châu bước rứt sốn sang, như đạp đống lửa, như ngồi đống than. Thiệt ra cô Lệ Ngọc chỉ biết cậu trọng chánh tươi trẻ lành mạnh, chứ làm sao chiêu cảm được cậu có tấm thân mỹ lệ cường tráng, một tinh lực dồi dào như dê đực, một kỹ thuật giao quan kỳ thú tuyệt vời do ông Lọt Tài Phá truyền cho. Bà Út Túy Nguyệt vốn thông minh linh hoạt như chồng tinh, bởi muốn cô cháu cưng của bà thấm thiết yêu chồng và hưởng những pha cụp lạc do chồng đem lại, nên trước đám cưới một tháng bà nhờ chồng bà huấn luyện thằng cháu rể tương lai của bà những bí thuật trong cuộc làm tình, cốt để cô Lệ Châu chẳng những bỏ qua cái khuôn mặt tầm thường của chồng mà còn bị chồng chinh phục ở những cuộc giao quan cực kỳ say đắm. Có vậy bà mới nuốt trôi 300 đồng tiền thưởng của ông hội đồng Trần Kỳ Hên. Cũng vậy, trước khi gán ghép cô Cẩm Điệp cho cậu Hai Thiên Võng, bà dạy cô Cẩm Điệp đủ thứ bí quyết giao hợp để cô mê hoặc chồng. Cậu Thiên Võng không ngờ vợ mình chẳng những không đem mấy chứng bệnh do dương khí tiên thiên bất túc làm của hồi môn, mà còn đem về cho cậu 20 mẫu ruộng, một mớ tư trang. Đó là không kể cái sắc dốc tươi mát và cái thiện nghệ ái ân của cô, dù cô hay còn là xử nữ. Thiệt ra bà Út Túy Nguyệt là thứ phụ nữ lộn chồng, hết làm vợ bé ông này thì sống theo kiểu già nhân ngãi, non vợ chồng với ông nọ. Trải qua 4 lần thay chồng hờ, bà vẫn không con, cho nên muốn xe duyên hay kết giai ngẫu cho ai, bà chỉ giới thiệu cho cha mẹ hai đàn quen biết nhau. Sau đó đàn trai mới nhờ bậc trưởng thượng có uy tín, có lễ nghĩa đạo đức đứng ra làm mai chánh thức. Chẳng có đám nào nhờ một mụ lộn chồng lại không con như bà đứng ra làm mai chánh thức, vì họ sợ con cái của họ mới lọt vào vòng chồng vợ và ăn ở với nhau chưa nát chiếc chiếu mà gặp cảnh keo rã hồ tan, trúc mai lỡ dở, én nhạn chia lìa rồi. Cô Lệ Ngọc vào giường nằm dài đợi giấc ngủ. Chu Choa ơi, có phải ngày mai bà Út Túy Nguyệt đem ai đó bên Cần Thơ qua đây coi mắt cô chăng? Chém chết bà cũng không bao giờ chịu giới thiệu công không. Bà tuy không lập giá biểu trong việc xe duyên chỉ thấm, nhưng bà tùy cơ ứng biến để bóc lột đàn trai nào hay đàn gái nào tha thiết cầu cạnh bà. Cái lưỡi bà vốn mềm mại uyển chuyển, cái miệng bà tía lia và trơn như mỡ, dễ thuyết phục thiên hạ trong việc cưới vợ gả chồng. Nhờ miệng lưỡi tài ba, bà có tài biến cá giuồng thành cá trái, biến ếch nhái thành tiên Nga còn được nữa là. Ngày hôm sau là Chủ Nhật, cô Cẩm Điệp vừa khi gà gái hiệp nhất là cô đòi chồng cô đóng hụi cho cô. Khi no nê ân ái xong, cô mới xuống bếp nấu cháo trắng, kho cá bóng trứng rắc tiêu cay, luộc hộp vịt muối, nướng khô sặc. Sau đó cô pha trà và cà phê. Khi dọn mâm điểm tâm lên bàn, cô than no hơi sình bụng, dù là mâm cháo có thức ăn ê hề. Cô tắm rửa rồi trang điểm lộng lẫy, mặc chiếc áo dài bằng hàng Thượng Hải màu hột gà thêu bông tia gôn đỏ điểm lá xanh, đeo xu bộ nữ trang cẩn hộp xoàn chiếu lóng lánh. Khi ra tới chợ ở xóm Lò Tương gần cầu lộ, cô không mua sắm thức ăn liền đâu. Cô ăn một tô bún tôm nướng, khỉa thêm hai trứng mập vịt lộn ướp mề và một chén xương sa hột lụ, rồi mới chịu mua thịt cá, tôm cua, nghêu sò, ốc hến
cùng rau cải, hoa quả và vài món gia vị. Xong xả, cô mua thêm vài món bánh nướng, định bụng sẽ giấu trong buồng để ăn lai rai. Khi cô Cẩm Điệp về tới nhà thì cả nhà cùng với vợ chồng cô Lệ Châu đang quét tước, lau chùi phòng khách và phòng ăn. Xong xả, cô Lệ Ngọc bày bàn ăn và trưng một bó bông hoàng điệp màu gạch cua trong cái lọc bình da rạn bày giữa bàn ăn. Cô Lệ Châu kêu em vào buồng dặn: "Em đừng có xuống bếp mà quần áo tóc tai vướng mùi thức ăn chiên xào kho nấu, để chị trang điểm cho em. Năm nay là năm 1931 rồi, em bới cái bí bo chèm bẹp sau ót là em quê, là em không biết mốt miết tân thời. Để chị cuốn tóc tai rế cho em, rồi dắt lượt đòi mồi cho em. Đôi bông tai cẩn hột xoàn của em lâu quá không được em cho dồi sáng lại, nên nước ngọc lu câm. Em hãy đeo tạm đôi bông tai cẩn hột xoàn 5.5 ly của chị coi nào." Cô Lệ Ngọc thắc mắc: "Ai tới đây coi mắt em vậy?" Cô Lệ Châu cười chúm chím: "Thì cậu bác vợ canh nông Võ Thoại Tường, con trai ông bà Phủ Võ Thới Hanh chứ ai. Gia đình ông Phủ Hanh ở bên Cần Thơ, gần nhà Ngũ Thanh Phong ở cái khế đó. Hồi 4 năm về trước, cậu Thoại Tường thường qua nhà chị chơi hoài, chắc em còn nhớ. Thỉnh thoảng anh rể em đưa cậu vô nhà xẹt, tức là hội quán thể thao, để cậu biểu diễn tài chơi quần vợt tuyệt vời của cậu." Cô Lệ Ngọc cùng quằng: "Tưởng ai xa lạ, té ra anh chàng chết đói chết trôi, miệng dơi mặt chuột, đáng đem luộc xé phai đó hả?" Cô Lệ Châu lấy làm lạ: "Bộ cậu không hạt nhãn em sao? Theo chị thấy cậu cũng đẹp trai, hình dung bảnh bao, dốc dạc thanh cảnh, mặt mày sáng sủa." Cô Lệ Ngọc thấy dài chị mình, mặt mày bí xị: "Người như vậy mà chị khen được hay sao? Thấy cái mặt dúc dắc của cậu là em ứa gan ngứa phổi quá chừng chừng." Cô Lệ Châu chưng hửng: "Chị không về em khó tánh vàng mây. Cậu bắt vật Thoại Tường ăn học giỏi, gia đình giàu có, phong độ phải thế nam nhi thời đại mới." Cô Lệ Ngọc ré lên: "Cặp mắt của cậu không vừa đâu. Cậu vừa ngó chị đàn bà nào là chị ta sẽ có cảm tưởng quần áo mình biến thành kiến trong suốt, để cậu thấy rõ vú đít của chị ta ráo trọi á." Cô Ba Lệ Châu cười hăng hắc: "Tại sao cậu thường ngó chị mà chị chẳng có cảm tưởng gì ráo? Chắc tại em có tà tâm với cậu nên em mới có cảm tưởng những chuyện kỳ cục như vậy. Cậu là bạn thân của chồng chị nên chị biết cậu có tánh ngay thẳng, hễ ngó ai là ngó chăm bẩm, chứ không thèm ngó vụng trộm, ngó lén lút như Phùng Tiểu Nhân ti tiện đâu." Cô Lệ Ngọc gằn giọng: "Em biết mà, chắc chị toa rập với dì Út để đẩy cậu Thoại Tường sáp cục với em chứ gì. Em nhất định không ưng cậu, chị làm sao đó thì làm." Bỗng bà Ban Biện Tánh bước vào buồng. Nãy giờ bà đã nghe hết những lời nói qua cãi lại của hai cô ái nữ của mình. Bà ngọt ngào bảo cô con gái Út: "Nè Ngọc, ưng hay không là tùy con, nhưng con phải để chị con trang điểm cho con rồi hẳn tính." Cô Lệ Ngọc ra chiều bất mãn lắm: "Mỗi khi gặp con là cậu chọc ghẹo con theo điệu sóc ốc sóc không. Có lần con mặc áo dài gấm vàng, quần lụa trắng, cậu nói y phục con giống như bò kho cà ri chan lên hủ tiếu hay chan lên bún." Bà Ban Biện Tánh cười hình hệt: "Ôi tưởng gì chứ lời chọc ghẹo phất phơ có giết chết con ruồi con muỗi nào đâu. Con đừng chấp nhất mà bị thiên hạ quở rằng con hãy còn trẻ mà khó tánh, không nên đâu. Nước trong không cá, khó quá không ai chơi, bộ con quên rồi sao?" Cô Lệ Ngọc phụng phịu nhưng vẫn để cho chị cô trang điểm cho cô. Chàng ơi, cô Lệ Châu có đôi bàn tay tiên, cô cuốn tóc tai rế khéo ơi là khéo, không có sợi tóc nào bung ra. Phía trước trán cô Châu chải 9 lượng 10 ròng, uốn éo như sóng lượng, lại có những nhánh tóc nhỏ uốn cong như cái móc câu thả trên trán và ở hai bên màng tai, đẹp sao mà đẹp nhức nhối. Những cái móc câu bằng lọn tóc nhỏ này dám móc vào trái tim anh chàng Thoại Tường lắm đa. Cô Lệ Châu tô son thiệt lợt trên cặp môi em, giọng phấn hường phơn phớt lên mặt em, vẽ viền mắt thiệt mỏng, vẽ chân mày thiệt cưỡng nhẹ, làm gì cũng khéo cũng thành thạo. Đó là những ngón nghề do bà Út Túy Nguyệt truyền lại cho chị ruột lẫn chị dâu cô Lệ Ngọc. Nói gì những bí mật nhà nghề trong việc làm đắm đuối đảo điên chồng trong phút giao quan say nhừ khoái cảm. Khi cô Lệ Châu trang điểm cho con em ương gàng của mình vừa xong thì ông bà Phủ Hanh và bà Út Túy Nguyệt và cậu Thoại Tường tới. Ông cha mặc áo gấm lam dệt bông bạc, bà mẹ mặc chiếc áo gấm nâu đỏ dệt bông cúc, bông mai bằng kim tuyến, đeo vàng cẩn hộp xoàn sáng chấp giới. Còn cậu con trai mặc bộ cơm lê xanh đậm,
Thắt cà vạt trắng dệt lông công xanh bích ngọc, nối mặt nguyệt đỏ. Bà ban miệng tánh mời khách ngồi trên chiếc trường kỷ bên trái. Bà cùng bà Út Túy Nguyệt cùng con trai và chàng rể ngồi trên chiếc trường kỷ bên mặt. Cô Lệ Ngọc bưng khay trà ra chào khách. Cô lén liếc về phía chàng bắt vật dìu moi quạ mộ kia. Nam Tào Bắc Đẩu ơi, bộ âu phục này làm cho hắn đã đẹp trai sẵn lại càng thêm phong lưu thanh lịch. Cái bản mặt dúc da dúc dắt của hắn nhường cho khuôn mặt đoan nghiêm khả ái. Còn mụ dì quan gia của cô diện chiếc áo nhung tím bợ ngực bó eo, chải tóc sóng lượn sóng hồi trên đầu. Bà đeo các món nữ trang bằng vàng cẩn loại ngọc phổ thông bên Tàu, như trân châu, ngọc lựu, san hô, tử ngọc, lam ngọc, ngọc miêu nhẫn, thạch anh, ngọc kim sa. Trông thiệt mệt mắt quá chừng chừng, dù kiểu nữ trang thập phần tinh xảo đi nữa. Bà vốn đẹp mặn mòi nhưng không hiểu hôm nay bà bị ông hứng bà hành hay sao mà ăn diện lòe loẹt, mặt tô son dồi phấn đỏ hừng đỏ hực, đỏ rực đỏ lơm như vậy. Ông bà Phú Hên nhìn cô Lệ Ngọc lơm lơm, cách trang điểm phớt nhẹ làm khuôn mặt cô lồ lộ vẻ đẹp thiên chơn. Cô không dám đeo hộp xoàn vì sợ ông bà Phú Hanh chê cô khoe của. Tuy vậy chiếc áo dài bằng lụa lèo màu hột gà của cô thiệt trang nhã, làm nổi bật một cách ngoạn mục màu xanh thấm của sưu bộ nữ trang nạm ngọc thạch do cô Cẩm Điệp cho cô mượn đỡ. Cô đi đứng khoan thai, rót nước mời khách một cách điềm đạm và dạn dĩ, nhưng vẫn giữ lễ độ đoan trang. Hèn chi cậu quý tử của họ cứ kèo nài gian dĩ họ cầm trầu cầm cao cưới thiếu nữ này làm vợ cậu cho bằng được mới thôi. Bà Út Túy Nguyệt khoe: chẳng giấu gì anh Phủ chị Phủ, con cháu út của tôi đậu bằng thành chung hồi 15 tuổi. Đã vậy việc bếp núc may vá thêu đan nó đều thông thạo hết. Bà chỉ bức tranh thêu lối Tàu là nhật chiếu sông Què, tức là mặt trời rọi hai cây hòe, và bức tranh hồng liên xuất lục ba, tức là sen hồng nhô sóng biếc, cho khách coi không quên đĩa. Anh chi phủ và cháu bác vợ coi hai tấm tranh thêu này có công phu hay không. Con cháu út tôi thêu đó đặt mũi thêu hiểm hốc nào đối với nó cũng dễ vượt qua một cái rột. Cậu thoại tường bảo tía má của mình: kỳ lễ thánh nữ răng đặt vừa rồi cô Lệ Ngọc đoạt giải nhất môn bánh này, còn chị Trọng Chánh, tức là cô Lệ Châu, đoạt giải nhất môn bánh xưa. Bánh đoạt giải của chị Chánh là hai đồng bánh tép với cái nhân sắp theo hình chữ thọ. Còn tác phẩm dự thi của cô Lệ Ngọc là ổ bánh bông lan trét lớp sô-cô-la làm nền và bắt bông bơ màu hình thánh nữ cưỡi ngựa tay cầm trường thương. Cô Lệ Ngọc chỉ biết ngó xuống khay trà, lòng hay hay sung sướng. Ông Tà, ông Địa ơi, tên này mà còn nhớ tới giải thưởng hạng nhất của tôi về môn bánh này thì hắn tế nhị quá xá rồi. Hôm nay hắn xạo để lấy lòng tôi và để tía má hắn phục lăng tài khéo của tôi. Nhưng khi tôi lọt vào vòng chồng vợ với hắn rồi á, thì cái tánh xạo kia sẽ là điều nguy hiểm cho tôi. Thời buổi này thì nào ả nào mà không ưa đần ông xạo đía lúc họ dê dãn nịnh nọt mình. Lấy cái tên mờ mép giả quẹo này á, tôi sẽ mất công ghen tuông điêu đứng. Coi kìa, hắn liếc trộm về phía tôi làm tôi ngái cả người, thịt da nổi trung ốc và bốc lửa hừng hực. Trái tim tôi nhảy thầm thập trong lòng ngực. Tôi phải mau mau rời khỏi phòng khách để tị nạn cái nhìn trộm vừa đỉ vừa tình ơi là tình của hắn. Ông Phủ Hanh khen bà ba miệng tánh tuy sớm quá bụa mà vẫn giữ vững nghiệp nhà. Khen cậu Thiện Võng là kẻ đậu tú tài đầu tiên trong tỉnh Vĩnh Long. Khen cậu Trọng Chánh chưa tới 30 tuổi mà đã thạo việc bán buôn. Bà Phủ Hanh khen cô Cẩm Điệp có tướng sang, đã trắng da dài tóc mà còn có giọng ấm áp. Khen cô Lệ Châu đẹp dịu dàng phúc hậu. Khen cô Lệ Ngọc đẹp như tiên sa phụng lộn mà không ăn mặc lộng lẫy để giữ vẹn vẻ đẹp thiên chơn. Rồi bà dây qua bà Út Túy Nguyệt: hai cô cháu ruột và cô cháu dâu của dì sở dĩ sáng nước hột xoàn như vậy á, chắc là nhờ dì trao tria dồi bóng. Bà Út Túy Nguyệt đắc chí: thì mình cũng phải đem kinh nghiệm làm tốt làm đẹp của mình truyền lại cho con cháu chứ bộ. Nè chị Phủ, con cháu dâu của tôi vốn là con gái cưng của chị bạn thân tôi đó đà. Tía nó là ông Phán Xanh, khi về hưu cất nhà gần lò gạch ở chợ Trường An. Nó giỏi nấu món Quảng Đông lẫn món Hải Nam. Thấy nó khéo léo và có hạnh kiểm khích khao nên tôi quyết gán ghép vào thằng cháu tôi. Ngặt nó xanh xao ốm yếu nên vợ chồng tôi lãnh phần chăm cứu và coi mạch hốt thuốc cho nó. Chỉ chừng vài tháng là kinh nguyệt nó điều hòa nên nó trở thành phì mỹ và tư rối như rau non mới hái. Nhờ đó nên nó mới được thằng cháu tôi mê mẩn rụng rời.
còn hai con cháu gái tụi đây tuy đã sẵn có bóng sắc rồi, nhưng tụi nó hãy còn khờ khạo trong việc trang điểm ăn mặc, cho nên tôi chỉ biểu tụi nó khoa làm đẹp một cách cặn kẽ. Giờ đây con nào cũng rành việc phấn dồi son tô, cũng biết chọn màu áo đẹp, cũng biết đeo món trang sức nào thanh nhã. Hai chị em nó còn khéo giữ cho tóc ống mượt mà không cần sức dầu, khéo giữ hai hàm răng ngời ánh men ngọc, khéo giữ dung quang lộ lộ ánh sáng thông minh. Cậu Thiện giọng kín đáo liếc xéo mụ dì lẻo lự của mình. Trời ơi, ông bà phán sanh sợ con gái mình lỡ thời vì cô Cẩm Điệp mãi tới 25 tuổi mà chẳng có đám nào thèm đến hỏi cô làm vợ cho con trai họ. Chẳng ai dám rước một cây bệnh đem về làm dâu họ. Bà Út Túy Nguyệt chẳng những ra công chữa bệnh cho cô, lại còn o bế dung nhan cô thêm tươi thắm và săn sóc thân dốc cô được thanh cảnh liền lạc. Sau đó bà mới đùng cho cậu: nếu không vì thất tình cô Cẩm Liên thì cậu đâu thèm cưới cô gái sắp lỡ thời kia. Chuyện hôn nhân theo kiểu dị hoa tiếp mộc kia ai dè thành cuộc hảo sự, đem lại hạnh phúc ngoả nguê cho cậu. Thiệt tình cậu Thiện Dũng không dè mình cưới được một cô vợ mà cậu càng ăn ở lâu với cô, càng khám phá biết bao cái hấp dẫn nồng nàn, cái duyên dáng tiềm ẩn ở cô. Cô có cái thân dốc nhịp nhàng cân đối, với cái ngực vừa phải nhưng tròn trặn và săn chắc, với cái bụng và cái nay sát rạc, với cặp đùi nở nang, ống chân ống ả. Đặc biệt nhất là lúc cô ân ái với cậu, mồ hôi cô toát ra thơm đặc biệt, thơm khó tả. Đã vậy cô Cẩm Điệp lại chiều chuộng chồng từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, nhất là chuyện ăn nằm mà cậu cho rằng đó là chuyện quan trọng, chuyện vĩ đại nhất. Cho nên khi cô muốn mở hụi thì cậu sẵn sàng đóng hụi cho cô đều đều. Có đêm cao hứng cô mở hụi tới 3 lần, làm cậu mệt ngất ngư cả ngày hôm sau, trong khi cô vẫn tươi rói như trái ổi mới hái. Trong lúc bà Út Túy Nguyệt do vảnh khoe tài giáo hóa hai cô cháu gái lẫn cô cháu dâu, thì cô Lệ Châu đang ngồi ở tại phòng ăn giáp với trung đường nghe rõ hết. Cô đã thất tình vì cậu háo nghĩa không thèm để ý tới cô, nên cô mới ưng cậu trọng chánh. Mà lúc đầu cô chê rằng cậu lạc nhách như cơm nguội. Cô nhắm mắt lấy chồng mà tấm lòng lạnh ngắt. Nhưng vào đêm tân hôn cô mới khám phá ra cậu có một thân thể tuy không vạm vỡ lắm nhưng thiệt kích thích. Tả ngực cậu khá dày, cặp mông cậu tròn trặn, xinh ơi là xinh. Đôi cánh tay cậu rắn chắc như cánh tay lực sĩ chơi môn bóng rổ. Cặp đùi cậu nở nang như cặp đùi của cầu thủ. Sau đó cô khám phá ra rằng cậu trọng chánh khờ những chuyện linh tinh và dại ở những cái nhỏ, nhưng lại khôn ở những chuyện lớn. Phải thế người có óc kinh doanh. Đã vậy chồng cô cưng cô, mặn mòi nồng nhiệt với cô, nên cô hạnh phúc ê hề, cô khoái lạc lai láng. Từ cái hạnh phúc của mình, cô nhìn lại cuộc sống lứa đôi của anh mình, cô tức tối nghĩ thầm: dì Út ra công môi giới cho ảnh cưới được một cô vợ độc đáo, vậy mà ảnh tỏ vẻ không ưa dĩ. Còn con yêu lồi Lệ Ngọc dọc cứt bò vò cứt ngựa kia cứ chê ỉ chê eo vợ ảnh, nhất là chê giọng nói và tiếng cười của chị nọ. Trời ơi, tiếng chị Cẩm Điệp khàn đặc lúc xuống trầm, nhưng mơn trớn lúc ngang ngang, và sắc dút ẻo lả khi lên cao. Mấy tài đờn giọng cổ cho đó là giọng thổ pha đồng, trong trào ngoài quận khó kiếm một giọng nói như vậy. Nó còn chê chồng tôi như hứa cá kho không rắc tiêu, không điểm ớt và cũng không ướp củ hành. Còn Lệ Ngọc ỷ mình đẹp như tiên sa phụng lộn, nên nó không chịu nhìn cái độc đáo của phụ nữ khác. Hôm cả bọn tháp tùng theo các bạn cùng trang lứa ra ô cấp tắm biển, thì chị dâu tôi có thân hình đẹp nhất bên phái nữ, còn chồng tôi có thân hình cường tráng mỹ lệ nhất bên phái nam. Con Lệ Ngọc thấy hết biết hết, nhưng nó vẫn chê, chê càng chê bướng, chê sướng lỗ miệng, hãy gặp chuyện cứ do vảnh chê bai, không cần bổn lai quy tắc gì ráo trọi. Bữa tiệc hôm đó làm đàn trai đẹp lòng toại ý, có 3 món giáo đầu gồm món gỏi ngó sen trộn tôm thịt, món tôm lăn bột chiên giòn, món bánh ướt triệu châu lòng nhân tôm và thoa mỡ hành bóng lộn. Món ăn chánh gồm vịt nấu cà ri chà ăn cặp với bánh mì, món tôm càng nướng ăn với bún và rau sắc ghém, món hủ tiếu xào tôm thẻ và lòng gà. Các món bánh tráng miệng gồm bánh bông lan trét sô-cô-la và bắt bông bơ, bánh phục linh, bánh gai, bánh men, bánh con đuông. Bà Phủ Hanh ngắm tới ngắm lui tặng bánh bắt nhiều thứ bông bơ có màu tươi nổi bật trên nền kem sô-cô-la nâu đậm. Nào là hình ren thiêu, hình bông hường điểm lá xanh, hình chim, hình bướm. Bà trìu mến nhìn cô Lệ Ngọc, miệng cười chúm chím, rồi liếc qua thằng con trai cưng của mình.
Khi khách ra về, cô Cẩm Điệp dặn con Lài và con Ổi cỡ 4 giờ chiều làm hai con cá lóc lớn cỡ cùm chân và chặt giò heo sẵn để cô nấu cháo cá giò heo ăn đệm với bún và rau sắc ghém. Xong xuôi, cô rửa mặt, lau mình mẩy bằng nước mát rồi trở về buồng riêng. Cô nhìn chồng, cặp mắt ướt rượt rồi thỏ thẻ. Chàng ơi, hồi nãy cô châu suối em uống một ly rượu thuốc, bây giờ em khó chịu quá, em mở hụi nghe anh. Lời nói ỏn ẻn của cô làm cậu Thiện Dõng lỏng dạ mềm lòng liền. Cặp mắt cô bỗng sáng đắm đuối, sáng long lanh, đẹp dễ sợ. Mới nãy đây tại bàn tiệc đãi khách, cậu Hai Dõng cũng uống chút ít rượu thuốc, cho nên cậu cũng cảm thấy khó chịu lắm. Cậu phải đóng hụi cho vợ rồi ngủ một giấc suông đuột cho tới chiều, giữa tiết trời mát mẻ vì có trận mưa lớn vừa lướt tới. Cô Cẩm Điệp nằm yên để thâu hụi. Chiều nay kèm với món cháo cá giò heo, cô sẽ làm thêm chả cá thắt lát để chồng cô nhắm với rượu thuốc ngâm hoài sơn, cam thảo thục địa và ngâm thêm rễ cây hào. Bên hè cơn mưa vẫn rơi hoài rơi quỷ. Chàng ơi, mưa ngâu tháng 7, hễ hết trận này tới đám khác. Hễ mưa vừa tạnh là ao bầu, lung dũng, mương khe trong vườn lai láng nước như trong lộng cương. Cao dừa và chuối trổ thêm bẻ mới, ổi mận đơm bông trắng. Loại rau hoang dại trong vườn như rau diệu, rau diền gai, rau diền tía, cải trời, rau má, ngò gai mọc thêm chồi non, khóm mới và đơm lá ê hề. Dưới mé đê trong các thửa ruộng, loại rau mát, rau gừa, rau đắng biển tươi mồng mộng. Khi cậu Thiện Dõng ngáy pheo pheo, cô Cẩm Điệp chỉnh đốn quần áo ra ngoài nhà sau. Bà Ban Biện Tánh đang đuôi cui sấy cao trên mẻ lửa than cháy đỏ. Bà Út Túy Nguyệt cùng cô Lệ Châu và cô Lệ Ngọc xúm xích ăn ốc len xào dừa, ăn thịt chim giỏ vẻ rô ti. Biết lắm mà, khi bà Út Túy Nguyệt còn ở đây chơi thì đời nào cô Lệ Châu về đình Tân Giai liền. Mà lạ dữ, cô Lệ Ngọc còn có vẻ thân thiện với bà Út hơn. Hễ bà tung ra một câu trào lộng là hai chị em cô cười ngoặt ngoẹo. Vừa thấy cô Cẩm Điệp, mọi người mời cô cùng ăn ốc chim vì họ có dành phần riêng cho vợ chồng cô. Bà Út Túy Nguyệt bảo: cháu nên chuẩn bị tiệc tùng dành cho ngày đám hỏi con Lệ Ngọc. Ngày mùng 9 tháng tới là ngày tốt, bên đàn trai và má chồng cháu đồng ý rồi. Cô Cẩm Điệp sốt sắng: cháu tính đại họ các món Quảng Đông, còn muốn làm các món Hải Nam phải đợi cuối tuần mới mua được các món hải sản từ biển trở về. Bà Ban Biện Tánh chợt nhớ ra: ừ hen, đãi món tàu thì bánh hơn. Cô Lệ Châu vui vẻ nịnh chị dâu: chị đãi món tàu thì em đỡ cực. Thiệt vậy, cô Cẩm Điệp đơn thân độc mã nấu các món tàu có thể đãi 50 thực khách. Cô chuẩn bị sẵn thịt, cá, tôm, cua, rau, đậu cùng các món gia vị. Mọi thứ được đựng trong các thứ tô hoặc dĩa bày dài theo dọc quả lò. Chỉ cần một cái chảo, một cây cọ, một cái giá và một hũ mỡ là cô có thể chiên xào kho nấu trên 10 món ăn cấp tốc. Khi bắt chảo lên bếp, cô múc mỡ đổ vào chảo, dùng cọ trải mỡ đều khắp lòng chảo, rồi cho thịt hoặc cá hay tôm, cua vào chảo xào sơ, và sau hết mới cho rau hoặc cải hay măng tươi và nấm vào tùy theo nhu cầu của món ăn. Với cái giá, cô múc nước đổ vào chảo cho thức ăn trong chảo mau chín mềm. Hãy làm món canh thì cô cho nhiều nước, còn làm món xào thì cô cho ít nước hơn. Mọi người trong nhà chỉ cần đem thức ăn đã được cô đơm đầy tô, đầy đĩa bày lên mâm để đem đãi khách. Cô Lệ Ngọc giỏi làm bánh nhưng không khéo việc nấu nướng. Nghe cô Cẩm Điệp định đãi các món Quảng Đông, cô có cảm tưởng mình vừa trút gánh nặng ngàn cân đang đè nặng trên vai. Cô liền bày hai cái giỏ sách đan bằng tre, chất vào mỗi giỏ một hũ mắm cá thu Phan Thiết, một gói dưa ngó sen, một gói bao khía, một cân bánh bao chỉ, một gói kẹo hột điều. Đây là quà dành cho bà Út Túy Nguyệt và dành cho cô Lệ Châu. Cô Lệ Châu chợt nhớ ra bảo bà Út Túy Nguyệt: dì ơi, thằng con trai của cháu cứ bị nổi ghẻ hoài. Cháu có đưa nó đi thầy Tây, thầy Tàu, thầy Ta thì một ghẻ này vừa héo mặt thì một ghẻ khác lộ ra, cương đầy mũ xanh, khổ quá. Bà Út Túy Nguyệt rầy ra: cháu khéo lo sợ chuyện bá láp tầm phào. Ông bà mình thường bảo rằng trẻ con mà gặp nhất niên sang thập niên an. Hễ tụi nó bị ghẻ một năm thì trong 10 năm sẽ được an lành, không bệnh hoạn. Cô Cẩm Điệp ngập ngừng: 2 tháng rồi cháu bạc đường kinh, chắc là cháu cấn thai phải không gì? Bà Út Túy Nguyệt ngó châm bẩm vào cô cháu dâu: mày ốm nghén rồi đó, nên sắc mặt mày lợt lạc, cái đít mày thì nở chè bè, lông mày vẫn đứng. Cô Cẩm Điệp mừng quá niềm nở:
Xin dì Út và cô Châu ở đây ăn cháo cá dò heo rồi hắn về. Tối nay thế nào mưa cũng tạnh, lại có trăng. Bà Ba Miền Tánh vui vẻ: má con cầm dì Út con và con Ba ở đây ăn cơm chiều. Má cũng đã sai thằng Được lên đình Tân Giai mời má chồng và chồng con Châu tới đây dùng bữa luôn cho vui. Cô Lệ Châu chợt buồn hiu. Thằng Trọng Nghĩa, đứa con duy nhất của cô, cứ bám sát bà nội của nó. Má chồng cô lại luôn bám chặt nhà cửa, ít khi đi đâu, trừ khi đi ra chợ bổ hàng. Tuy nhiên cô cũng được má cô tặng hai phần bánh trái để cô đem về nhà. Khi Cao vừa khô mặt thì mé thang cũng vừa tàn. Cô Cẩm Điệp nhìn ra ngoài mắt cáo, thấy mưa cũng vừa tạnh, da trời trở lại màu xanh lét. Hàng cây đu đủ trên Gò Cao ướt sũng nước mưa. Cô đoán chừng ngày mai sẽ có nắng tốt. Má chồng cô chỉ cần phơi Cao thêm một cử nắng là Cao sẽ khô từ trong tới ngoài. Bà Ba Miễn Tánh trở lên trung đường, thắp nhang cúng trà khắp bàn thờ, rồi rút về buồng riêng. Khi thấy chị mình khuất bóng sau mảnh trúc tương phi, bà Út Túy Nguyệt nhìn cháu gái lẫn cháu dâu, bắt đầu khui chuyện phòng the. Bọn thanh niên nam nữ thời nay bị nhiễm mấy nhân vật trong tiểu thuyết lãng mạn của mấy ông dân sĩ Bắc Kỳ, đòi tự do luyến ái, đòi dưới mái liều tranh có hai trái tim vàng. Thiệt tình mấy ông dân sĩ đó ý mình trí thức nên ưa bày đặt chuyện bá láp bá xàm, muốn nói gì thì nói. Như thằng Thiện Võng ương ngạnh kia, vừa mới lớn lên là ông ống chê bai những kẻ phân chia giai cấp. Tuy tao nghe chối tai nhưng chẳng thèm cãi cọ với nó làm chi. Tụi tân học có nhiều ngôn ngữ rườm rà lắm, hễ mình vừa buông ra một tiếng tức thì tụi nó nã lại mình cả trăm tiếng văn chương quê Mỹ, nghe lạ quắc. Trời ơi, thử hỏi gặp thằng nghèo kiết chỉ có trên răng dưới vòi săn thì có ai dám gả con gái mình cho nó không? Còn thứ gái trên răng dưới thùng săn thì cũng chỉ ế chồng mà thôi. Cô Lệ Châu cười híp mắt: tiền xài mau hết, còn săn nhớ của con người lâu hết. Như cháu đây, hồi chưa lấy chồng tuy có dốc thanh cảnh nhưng hơi khô một chút. Vậy mà khi cháu kết hôn với tên dâm tặc Trọng Chánh kia, cháu được nó bơm xăng tưới nhớt lai láng nên cháu mới mập thêm chút ít và mới mướt rượt như bánh tầm thoa mỡ hành như vậy. Bà Út Túy Nguyệt hớn hở: tao mà làm mai con cháu, tao biết ngắm trước ngó sau. Lựa chồng cho con cháu gái, tao chẳng những nhắm nơi có tiền của mà lại còn đoán coi nó có vòi xăng kinh khủng hiện ở tướng mũi bự mũi thô hay không. Còn lựa vợ cho cháu trai, tao nhắm gái nhà giàu sụ đã đành, mà còn đoán coi nó có cái kho xăng xài cho tới 60 tuổi mà vẫn còn ê hề hay không. Cô Cẩm Điệp phản đối: hồi còn con gái cháu xanh lè xanh lẹt, mét ưỡng mét chằng, làm sao dì biết cháu có kho xăng lai láng dồi dào. Bà Út Túy Nguyệt đuối lý nhưng vẫn chưa chịu thua: cháu ơi, nhờ có linh tánh xuất sắc nên dì biết đủ thứ. Lúc đó cậu Thiện Võng xẹt ra nhà sau để ra hè đi tiểu, tình cờ nghe được chuyện của mấy dì cháu. Cậu tức tối nghĩ thầm: hừ, nếu không có 10 lượng vàng của nhạc gia tôi thì dẫu vợ tôi có một kho xăng hay một mỏ xăng đi nữa, bà dì của tôi cũng đổ hô rằng nàng ta chỉ có 1 lít xăng thôi, chứ bà đương thèm nói là 1 thùng xăng. Tuy nhiên khi nghĩ tới bao lần mình nóng hụi cho vợ, cậu cười lỏng lẻn trở về buồng. Cậu nghĩ rằng hiện giờ cậu đang hưởng hạnh phúc mặn nồng với vợ, cậu phải cảm ơn mụ dì thầy Lai kia mới phải. Ngặt một nỗi, mỗi khi cậu bắt đầu thương mến mụ dì trời ơi đất hở của mình thì bà ta cứ theo vợ cậu, cứ đốc suối đương sự mua món này món nọ. Chẳng hạn: nè cháu, con Tư Phụng Mỹ vừa đi Tân Châu mua một cây lãnh dệt may từng cụm đẹp vô song. Chàng ơi, lãnh này mà may quần thì bảnh hơn, chiến hơn loại cẩm tự vạn bội, chứ đừng nói là thập bội. Nè vợ thằng Giống, cháu coi cặp vòng cẩm thạch của cô Năm Hồng Nghê có xanh như nước cốt lá dứa hay không. Cẩm thạch hoàng gia đó à cháu, nếu cháu ưng thì cổ bán cho cháu với giá phải chăng. Đây, sắp cẩm nhung màu gạch tôm sáng trưng này có đẹp ác ôm không cháu? Màu gạch tôm được các ông thi nhân văn sĩ Bắc Kỳ gọi là màu ráng chiều, còn các bô lão thăm nho gọi là màu lạc hà đó cháu. Cho nên có hai câu thơ cổ như sau: khi lạc hà giải bóng tà dương, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc,
cô tố nữ nào, nàng mỹ phụ nào mà mặc áo may bằng cẩm nhung màu lạc hà này á, thì mấy con lành con lũng ở Vĩnh Long cũng lé mắt ráo chọi vì đã mua 2 cây. Nếu cháu muốn may áo dài bận chơi thì dì để lại 1 xấp. Mỗi khi nghe bà Út Túy Nguyệt thuyết phục là cô Cẩm Điệp xăm soi món hàng do bà Út giới thiệu và quảng cáo suốt cả buổi, rồi cô lấy tiền ra đưa cho bà, rủi có thiếu hụt chút ít là cậu phải trả giùm cô. Mà lạ quá, gấm lụa xô xa mà cô mua để dành may áo cho cô thiệt ít. Cô thường bán lại mấy thứ đó cho mấy cô bạn quen. Lời lỗ ra sao cậu nào tỏ rõ. Cậu Thiên Võng thầm cằn nhằn vợ: khổ quá, đã đóng hụi chết cho cái con vợ cưng đó tới khờ khạo hốc hác, nay là phải đành mở tủ sắt lấy thêm tiền bù đắp cho chuyện mua sắm các món xa xỉ của nó. Nghe nói hồi nào nó xanh xao ốm yếu thì nó ăn mặc bầy hầy, giờ đây nó đẹp mặn mòi nên nó thích ăn diện hực hở như bà Hoàng. Mới hôm nào nó mua cái áo nhung xanh lợt rồi đổ hô là áo nhung màu lam ngọc, mai mốt á nó lại may cái áo cẩm nhung màu gạch tôm gạch cua, rồi sẽ bắt chước dì Út và các văn nhân tao nhã gọi là lạc hà hay là lạc đà gì đó cho hợp với cái tánh điệu đà rườm rà của dĩ. Bà Út Túy Nguyệt tiếp cất giọng, khi thì eo éo khi thì son sỏn: còn cái vụ xây cách cái am thờ Ngọc Hoàng cùng thờ ba vị Tam Thanh giáo chủ và chư vị bát tiên, dì cũng đang đôn đốc ban phước kiến tiến hành. Tuy nói là am chứ nó rộng trồm trèm cả cái chùa. Chàng ơi, kiểu kiến trúc sao mà đẹp nhức nhối, nào là tường dây quanh vườn vẽ gấm hoa ở mặt bên trong, còn tường am thì sơn màu bạch phấn, nào là cổng son màu mái lợp ngói lưu ly màu túy lục. Am chia làm 3 gian, gian chánh có 2 tầng, tầng trên thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, tầng nhì thờ bà Tây Vương Mẫu, tầng 3 thờ các vị Tam Thanh như Thái Thượng Lão Quân, Linh Bửu Thiên Tôn và Ngương Thủy Thiên Tôn. Còn gian bên trái thì thờ Ngũ Hành Đế Quân, gồm Diêu Trì Kim Mẫu là thuộc hành Kim, Đông Quê Đế Quân hành Mộc, Bắc Quê Đế Quân hành Thủy, Nam Quê Đế Quân hành Quả, Trung Quê Đế Quân thành Thổ. Còn gian bên tả thờ chư vị Bắc Tiên trên đảo Bồng Lai như Lý Thiết Hoài, Hấn Trung Ly, Trương Quả Lão, Hàng Tương Tử, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Lam Thế Hòa, Tàu Quốc Cựu. Còn gian bên hữu thì thờ Đông Hải Long Dương và các vị thần làm mưa như Dân Đồng, tức là Đồng Tử Kéo Mây, Phong Di, tức là Dì Gió, Lôi Công, tức là Đức Quốc Công làm sấm, Điển Mẫu, Bà Thánh Mẫu làm xét. Cô Cẩm Điệp thuật lại: các bổn đạo lão giáo cũng tỉnh mình, cách đây 2 tuần có cầu cơ Đức Linh Bửu Thiên Tôn. Ngài giáng cơ cho họ biết bởi bà Hương Chánh Trần Vĩnh Thạnh tin tưởng và thờ cúng Ngọc Hoàng Thượng Đế, nên dòng linh má của bà được thác sanh lên thiên đình thượng giới. Ngày ngày Đức Tây Vương Mẫu cho đòi má của bà vào cung Diêu Trì xoa mặt trượt và đánh tứ sắc, đánh xẹp với ngài. Bà Út Túy Nguyện trổ giọng sôi nổi: tuy cơ cho biết như vậy, hư thiệt ra sao thì mình là người trần mắt thịt, làm sao thấu rõ được bộ máy quyền gì hả cháu? Riêng gì dì tin lắm. Từ khi bà Hương Chủ Thành hưởng ứng việc lập am và xuất ra số tiền 100 đồng cho hội thì nàng dâu trưởng của bà đẻ một cặp trai song sinh, sổ sữa dễ thương lắm. Còn con gái của bà được con trai ông phủ Nguyễn Văn Bài cưới hỏi long trọng, làm rạng rỡ mặt gia đình bà biết bao. Còn bà làm chơi mà ăn thiệt, vừa than, vừa củi, vừa khô, vừa mắm, vụ nào cũng trúng mối. Đó là không kể tiền cho mướn mấy căn phố, cho mướn mấy ngôi nhà, tiền do ruộng đất đem lại. Tụi bay cũng nên đến am Ngọc Hoàng dân hương rồi cúng phẩm vật tiền bạc để sanh con tiên giáng phàm, con thánh giáng thế, con thần nhân giáng trần. Cậu Thiện Giọng tới đây dằn lòng không nổi, bước tới chỗ phụ nữ hồi hộp, gằn giọng: thưa dì, để cháu đi dương hương cho, biết đâu nhờ cháu dốc lòng cầu nguyện ông trời mà dông linh tía của cháu sẽ được siêu sanh lên thiên đình thượng giới, ngày ngày được Đức Ngọc Đế vợ vô đền thiêu hương, đánh bại cờ tướng với ngài. Bà Út Túy Nguyệt xỉa xói: thôi, mày chớ nói sóc ốc móc họng tao. Đời mà mày nói lời tôn kính thánh thần thì khó, còn nói lời bán bổ những đấng thiên liêng thì quân mất dạy ở đầu đường xó chợ nó nói hằng ngày, nói hà rầm. Miệng tụi nó hào hùng, nực nồng hào khí như vậy,
Nhưng tới khi gặp hoạn nạn á, thì tụi nó gian dái tám hướng bốn phương mà không biết nhột miệng. Cô Cẩm Điệp ré lên: Quỷ ơi, sao anh dám coi rẻ thánh thần? Nhờ đi ăn mỗi tuần mà em mới vừa ốm nghén đó đa. Người ta khi ốm nghén hay hôi cơm tanh cá, còn em tuy cấn thai mà vẫn cơm ngon canh ngọt như thường. Bà Ban biện tánh tuy có tật hay binh con trai, nhưng khi nghe cậu Thiện giọng móc xỏ bà Út Túy Nguyệt nên bà sợ lắm, vội vàng mắng ác cậu rồi gian dái: Xin Đức Ngọc Hoàng chăm chế cho con tôi, nó hay ăn môn ngứa miệng nên nói tầm phào bá láp, chớ lòng dạ nó nhân từ, không bao giờ dám giết hại một con mối hay một con mọt. Cô Lệ Châu xỉa sói: Anh hai không bao giờ thèm tin những chuyện linh thiêng lão giáo, lại hay chế nhạo dì Út về vụ bói toán, bàn mộng đoán xăm. Trời ơi, con Ngọc Nhung, em con nhà chú của anh Chánh, đang cấn hai mà nằm thêm bao thấy mình ăn hộp vịt lộn. Dì Út bảo rằng nó sẽ hư thai, quả thiệt y như rằng. Cái quái thai lộn cổ lộn đầu của nó theo cơn băng huyết trồi ra, trông mà khiếp vía. Dì Út khuyên nó đi lên am gian giái chư vị tam thanh, nó lại nằm chim bao thấy nó đập cái trứng gà có hai trồng đỏ. Dì Út bàn rằng nó sẽ sanh đôi, má và mọi người cũng đã thấy hai đứa nhỏ chào đời hồi năm ngoái rồi. Cậu Thiện giọng cứng miệng lắc đầu rồi trở về buồn. Cô Cẩm Điệp ghét chồng lắm. Về vụ chữa đẻ của cô Ngọc Nhung, lời bàn lẫn lời khuyên của bà Út Túy Nguyệt cậu đã từng nghe, đã từng chứng kiến cái kết quả xảy ra y chang lời bàn, vậy mà cậu vẫn ương ngạnh không chịu tin. Cô Cẩm Điệp nghĩ rằng nếu đãi chỉ có một món cháo cá giò heo cho khách thì coi lỏng chỏng quá. Cô hâm lại những thức ăn trong bữa tiệc còn lại để ăn dặm thêm. Cô Lệ Châu bày bàn. Cô Lệ Ngọc mở thạp, lấy ra trái đu đủ xiêm chín, gọt vỏ và sắc từng miếng vuông, ướp nước đá cục để dành ăn tráng miệng. Cậu Trọng Chánh cỡ 5 giờ chiều chèo ghe Tam Bản tới. Cậu Thiện Giọng đi rửa mặt, thay bộ áo pyjama để mặc áo sơ mi bằng vải ba tích, chiếc quần tây bằng vải bố màu da bò. Trong khi chờ đợi bữa ăn, hai anh em bày cờ ra đánh. Đánh xong ván thứ hai, cậu Trọng Chánh yêu cầu anh vợ dẹp bàn cờ. Cũng vừa lúc đó, cô Lệ Châu ra trung đường mời anh và chồng vào nhà sau dùng cơm tối. Bà Út Túy Nguyệt vừa cười gay gắt và hỏi thằng cháu cứng đầu: Nè Giống, chẳng biết dì Út làm gì tổn thương cháu á, mà coi bộ gần đây cháu có vẻ ghét dì Út, thiếu điều ăn gan uống quyết dì Út vậy. Cháu hãy cho dì Út tỏ rõ uẩn khúc nguyên do để dì Út sửa đổi cho vừa lòng cháu. Cậu Thiện Giọng giả lả: Bởi cháu biết dì vui tánh nên nó giỡn cho vui vậy thôi. Ơn dì tác hiệp cho cháu cưới em Cẩm Điệp, lẽ nào cháu quên hay sao? Ngặt một điều á, dì cứ khoe Cẩm Thạch hột xoàn cùng các thứ xô xa nhung gấm, nên con vợ cháu cứ mơ tưởng mấy thứ đó rồi kèo nài cháu mua cho bằng được. Mới đây nè, nó hốt hụi non để mua chiếc vòng Cẩm Thạch quyết nữa đó. Cô Cẩm Điệp hái chồng: Em mua nữ trang và mấy cây lãnh, hễ được giá là em nhờ dì Sáu bán lại cho kẻ khác. Em hốt hụi áp chót, có hốt hụi non bao giờ? Bà Ban biện tánh bảo con trai: Con đừng trách vợ con, bởi nó thấy thằng em rể nó có xe máy dầu mà tụi trẻ kêu là mô tô mô tiết gì đó, nên nó muốn sắm cho con một chiếc, mà phải là thứ mới nhất bảnh nhất. Bởi con không cho phép nó làm áp phe, vì con muốn nó chỉ lo việc nội trợ mà thôi, nên nó mới làm lén lút qua sự giúp đỡ của dì Út con. Con có một mụ dì thương mến con, một con vợ xứng đáng như vậy mà con cứ eo xèo cả hai, tội chết đã con. Con vợ của con định khi sắm xe xong là nó không làm áp phe nữa. Bà Út Túy Nguyệt nói: Vợ mày nhất định sắm cho mày chiếc mô tô ăn lê hiệu Nọc Tông, có tới 3 mã lực, chứ không chịu sắm loại xe Pháp hiệu Radio, chỉ có 1 mã lực đâu nghe. Bây giờ chẳng những nó có đủ tiền mua xe mô tô, mà còn dư chút ít để sắm cho mày hộp thuốc lá, hộp quạt máy mạ vàng nữa đó. Cậu Thiện Giọng đỏ mặt vì mắc cỡ và cảm động, cậu xui xị: Cháu xin lỗi dì, cháu cảm ơn dì và vợ cháu có lòng nghĩ tới cháu. Cô Cẩm Điệp cười vui vẻ: Em chẳng cần lời cảm ơn anh, em chỉ mong anh đừng nhạo báng việc em đi dâng hương ở am Tam Thanh là được rồi. Cậu Trọng Chánh âu yếm nhìn vợ: Thưa má, thưa dì Út, vợ con sống nhờ đồng lương dạy học, nhưng nó có biệt tài làm mắm tôm chà và mắm tôm chua ngon, không thua mắm tôm chà và mắm tôm chua ở Gò Công. Khi rảnh rang á, nó làm hai món đó để đếm cho bạn hàng. Nó làm chơi mà ăn thiệt, được mời được trớn nó làm thêm món mắm cá cơm ngon hơn mắm cá cơm ở bên Cù Lao An Thành nhiều.
Lúc đầu con cũng hơi khó chịu, là hễ đúc đầu về nhà là lãnh đủ mùi mắm. Riết rồi con cũng quen dần, đi đâu con cũng nhớ mùi mắm ở nhà. Bà Út Túy Nguyệt hỏi gặn lại: chớ không phải cháu nhớ vợ lẫn mùi quen thuộc của vợ hay sao? Cậu Trọng Chánh cười lỏn lẻn, mặt đỏ thén như ruột dưa hường. Dạ có vậy có khác, có đủ hết thưa dì. Bà Út Túy Nguyệt cười hành hạch: theo dì nghĩ cháu nhớ vợ nhiều hơn. Ông bà mình thường nói: chim quyên ăn trái nhãn lòng, lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi. Cậu Trọng Chánh càng mắc cỡ, càng sáng cặp mắt háo hức. Dạ dì Út dạy điều chi cũng đúng hết. Tụi cháu là kẻ hậu sanh, ít từng trải việc đời, cần phải học hỏi nhiều ở dì. Rồi cậu quay qua mẹ vợ: tiện đây xin má nhờ thầy coi tuổi cho bác Vật Thoại Tường và dì Lệ Ngọc, để định ngày làm đám hỏi luôn ngày đám cưới. Bà Út Túy Nguyệt hớt lời chị mình: Dượng Út tụi cháu có coi tuổi đôi bên rồi. Thằng bác Vật Thoại Tường tuổi Canh Tuất mạng Kim, còn con Lệ Ngọc tuổi Bính Thìn mạng Thổ. Tuy là tuổi xung khắc, Thìn Tuất Sửu Mùi tứ hành xung, nhưng mạng tụi nó lại hợp nhau, đó là Thổ sanh Kim. Trong cuộc vợ chồng mà mạng hạp với nhau mới đáng kể, còn tuổi mà nhầm nhò chi. Thằng bác vợ kia mà gặp con Lệ Ngọc có cái tướng ít phu dưỡng tử, biết đâu mai sau nó trở thành một vĩ nhân của nước An Nam mình. Con Lệ Ngọc mạng Thổ mà được đẻ vào tháng 5 âm lịch, tức là vào mùa hạ. Mùa hạ thuộc hành quả, đây là trường hợp quả sanh Thổ tốt vô cùng. Con này phải làm tới nhất phẩm phu nhân mới đáng. Cho nên thằng nào làm chồng của nó, dù là cu ly ăn mày, cũng trở thành bậc tể quan hay công hầu hoặc khanh tướng chứ chơi sao. Mặt cậu Hai Thiện giọng lầm lì, còn cậu Trọng Chánh cười thiệt tươi, nhưng cái nhìn có vẻ ngờ vực. Riêng về phía nữ giới, bà nào cũng tươi rói, cô nào cũng tin tưởng khâm phục bà Út Túy Nguyệt ráo trọi. Riêng con Lệ Ngọc vẫn cần mẫn ăn tô cháo cá giò heo đệm với bún rau sắc ghém. Cô vẫn giữ vẻ thản nhiên, bởi trước đó cô đã chê tàn chê mạt, chê ỉ chê eo bắt Vật Thoại Tường. Nên giờ đây nếu cô tỏ vẻ hưởng ứng niềm vui do lời suy đoán của bà Út Túy Nguyệt mang lại, thì cô sẽ trơ trẽn biết bao. Ôi, niềm vui nào phải là sôi rượu đế ủ men nồng ngát say sưa trong tình trạng kính bưng bích như vậy. Ngồi ăn cùng với cả nhà, cô phải dằn lòng để chứng tỏ rằng mình chẳng quan tâm tới cuộc hôn nhân sắp tới thì ngặt cho cô quá đi. Cơm nước xong, cậu Trọng Chánh cùng vợ kiếu từ ra về. Đêm nay có trăng, cậu tình nguyện dùng tam bản đưa bà Út Túy Nguyệt về bên Tả Ngạn Lâm Hồ, tức là nơi bến nước phía sau tiệm thuốc Bắc An Tuy Đường, rồi mới về nhà mình bên dòng rạch Cá Trê. Cô Lệ Ngọc đi tắm rồi xuống bếp coi các quả lò có tắt hết lửa không, thức ăn có đầy điểm kỹ càng để phòng chó mèo ăn dụng hay không. Sau đó cô trở về buồng riêng, đối diện với cái hạnh phúc đang tràn ngập trong tim cô. Trời ơi, mọi người trong nhà làm sao biết xế nay cô đã trao đổi tâm tình với bác Vật Thoại Tường trước khi cậu theo tía má cậu trở về Cần Thơ, trước khi cơn mưa buổi xế kéo qua vùng phụ cận của thành phố này. Số là sau khi ăn tráng miệng, bác Vật Thoại Tường bước vòng ra hè để đi sâu vào bên trái khu vườn. Cậu dừng bước dưới cây sapoche xòe tán rộng để hứng những đợt gió lao rao từ khoảnh ruộng kế bên thổi lại. Cùng lúc đó, cô Lệ Ngọc từ đám cây lánh cách ở cuối hông vườn trờ tới. Cô đã bẻ lá cách để tặng cô Lệ Châu đem về nhà làm món thịt bò nướng lá cách thay lá lốt. Đụng mặt chàng trai đi coi mắt mình, cô Lệ Ngọc biết sẽ có chuyện lớn. Thế nào cậu Thoại Tường cũng trổ lời có nghĩa đôi nghĩa ba ra để ve vãn cô, hoặc chọc ghẹo cô cũng không biết chừng. Cô cúi gầm mặt, tay nắm chặt chiếc vỏ tre đựng đầy lá cách non mỏng và tươi ngăn ngắt. Cô cảm thấy đôi gò má và đôi vành tai cô hừng hực lửa nóng. Chàng ơi, mặt nóng tức là mặt đỏ, chứng tỏ có lòng tà dạ dại, bén nhạy lửa tình. Cậu Thoại Tường cất giọng ngọt hơn nước cốt thốt nốt, ngọt hơn kẹo mạch nha. Em Lệ Ngọc, anh đâu về mình có được ngày hôm nay? Cô Lệ Ngọc cố dằn cơn bối rối. Ngày hôm nay đối với em cũng như mọi ngày. Cậu Thoại Tường dịu dàng nhìn thẳng cô thiếu nữ. Tía má anh bằng lòng cưới em cho anh, má em cũng bằng lòng nhận anh làm rể trong gia đình em. Em nghĩ sao đây? Cô Lệ Ngọc ấp úng. Em biết nghĩ sao bây giờ? Thôi thì anh nghĩ sao thì em nghĩ vậy cho gọn. Thiệt tình em đâu biết nghĩ gì khác hơn. Cậu Thoại Tường tha thiết nhìn cô gái, mắt long lanh hớn hở.
Em Lệ Ngọc, anh yêu em, anh phải nhờ dì Út và anh rể em nói vô để các đấng sanh thành đôi bên tác hiệp chuyện hôn nhân cho đôi ta. Anh yêu em từ buổi gặp gỡ đầu tiên tại nhà giáo chánh. Hôm đó em và chị giáo ăn ốc gạo chấm nước mắm chanh. Cô Lệ Ngọc ré lên cười. Dữ ác, anh còn nhớ cái hôm đó hả? Hôm đó anh lễ ốc cho em ăn, nhưng em làm mặt bùng thụng để chọc anh ghét. Cậu Thoại Tường cười cảm động. Làm sao anh ghét em được? Làm sao anh quên được hôm đó? Có hôm đó mới có hôm nay. Cô Lệ Ngọc lỏng lẻn cười duyên, giọng mềm như bánh tráng nhúng nước. Còn phải có thêm ngàn vạn lần hôm khác, phải không anh? Cô quầy quả bước đi, cậu chặn cô lại, hôn cô thiệt nồng, thiệt dài mới buông cô ra. Trước khi dời gót, cậu móc túi áo vest lấy quyển tập khổ nhỏ đặt vào giỏ sách cô, dặn dò. Đây là những bài thơ anh làm tặng em, em hãy coi thử. Quyển tập chép thơ có cái bìa nổi vân tím. Ở trang thứ 3 có viết hàng chữ thơ tình đầu bằng mực đỏ. Dưới hàng chữ đỏ là hàng chữ được viết bằng mực tím. Âu yếm tặng em Lệ Ngọc. Cô Lệ Ngọc không coi vội những bài thơ đẹp ý nồng tình trong quyển tập này đâu. Phải có những giây phút nhàn hạ, phải có một khung cảnh thơ mộng mới làm cho những bài thơ kia trở nên truyền cảm sâu xa khi đọc lên, dù là đọc thầm đi nữa. Cô Lệ Ngọc trở về nhà, tức là trở lại nếp sống thường nhật ở công việc làm. Nhưng mà suốt buổi xế này cô cứ ôn lại những lời nói của người yêu cùng cái hung nồng cháy kia, lòng bàng hoàng xúc động. Giờ đây mới đầu canh một mà bông nguyệt quế ngoài thềm đã tỏa hương. Qua khung cửa sổ bóng trăng 16 mập thù lù và sáng long lanh treo trên ngọn cây sao ở phía xa xa. Quỷ ơi, tối nay cô làm sao ngủ nổi với tình ý đang tràn ngập lai láng trong tim cô. Tình ý đó kích thích cô mãnh liệt hơn bình cà phê đậm đen đậm đặc, lay động thần trí cô, trêu cợt não cân cô. Tình yêu của cô sao mà bồng bột? Nếu trên trái đất này chỉ có một mình cô sẽ rống lên, tru tréo lên. Ái tình vạn tuế, anh Thoại Tường, em yêu anh. Và cô sẽ quay cuồng một điệu vũ, đít cô lắc lắc, tai cô uốn éo như rắn, chân cô sẽ sàng qua xỉa lại, để cô dung dài niềm hân hoan khắp cõi xâm la vạn tượng này. Côn trùng bên ngoài sôi rang từng chập, chắc chúng đang giao quan ân ái với nhau nên không ngớt tung hô tung hê cuộc đời bằng giây phút khúc quan ca rần rộ dừng ấy. Lại nữa, ngoài cái đầm nước, lũ ảnh ương cứ quện quang, lũ nhóc ngang và bù tọt cứ chót chét điệu hát nập nợn, nghe sao mà chói tai. Nhưng vì đang bơi lội trong biển hạnh phúc bao la, cho nên con gì kêu đối với cô cũng đều đáng yêu, đáng mến, cũng đều đồng lõa và hòa nhập với tiếng sóng lòng náo nức của cô. Cô Lệ Ngọc mở quyển sổ ra, khiêu đèn cho sáng hơn để đọc những bài thơ bất hủ của Thoại Tường. Coi kìa, tuồng chữ của cậu tuy có gò gẫm, nhưng nét chữ hơi xẹo xạo, chữ O không tròn, nét đá lên buông xuống hơi cứng, hơi thô, nét úp nét ngửa hơi méo, chữ M thì mập mạp, còn chữ N thì hơi ốm. Nhưng thành hoàng thổ địa ơi, thơ của cậu sao mùi rục mùi rượu, ngọt liệm ngọt ngào như mít chín trên cây như vậy. Lời ngọt, thơ ngọt, nhưng ý có ngọt, tình có sai không đây? Ủa, theo mấy đoạn thơ trong nhiều bài thì cô là mối tình đầu của cậu hay sao? Như vậy những bóng hồng đã từng đi qua đời cậu chẳng khua động lòng cậu, chẳng lưu lại trong tâm hồn cậu một âm gian nào hay sao? Coi bộ tên này xạo, lời thơ có vẻ đía dốc, coi bộ không thành thiệt rồi đa. Xong cô Lệ Ngọc kịp nghĩ, biết đâu bác vật Thoại Tường đã từng gian díu với nhiều người đàn bà nhưng chưa thiệt bụng yêu họ. Những cuộc gian díu có nhiều bộ mặt tình yêu, nếu xét kỹ, yêu vì theo nhu cầu, phải cố mà yêu cho cuộc đời bớt lạc lẽo, yêu do tình dục ngụy trang chứ không phải thiệt lòng thiệt dạ yêu đương, yêu vì cần có điểm tựa trong cuộc đời. Thôi sao cũng được, cậu đã đưa tía má cậu đi coi mắt cô, tức là cậu có thiện chí xây dựng gia đình với cô. Cô chỉ cần biết lời của cậu du dương, thơ của cậu mùi mẫn, cái hung của cậu nồng nàn. Bình thường cậu ưa giỡn trửng chọc ghẹo cô để cho cô mắng nhiếc cậu, nguýt hái cậu, do dảnh với cậu, chứ cậu không thèm tung một lời ngụ ý, không chịu nói một câu thiết tha như hồi xế trưa. Tại sao vậy? Ủa mà quỷ thần ơi, bài thơ thất ngôn bát cú này sao mà kỳ cục vậy cả? Câu 3 và câu 4 làm cô bàng hoàng suy nghĩ, rồi cứ ngồi ngơ ngẩn trước án thư như con ốc mượn hồn. Gặp nhau cứ trỗi giọng đôi ba, ý nọ tình kia hẳn đậm đà, lời mắng véo do như yến hót, câu hờn thánh thoát tợ quanh ca. Ngóng chờ một bóng trong sương lạnh, thơ thẩn năm canh dưới nguyệt tà, người ngọc xa xôi nào có biết,
phương trời hiu quạnh chịu riêng ta. Thôi anh Thoại Tường ơi, em hiểu hết rồi. Anh chọc cho em mắng anh, để anh được nghe giọng chanh chua giận dỗi của em, để yêu em thêm. Té ra anh chọc em nổi sùng là cốt để được nghe lời chót chét đay nghiến cà tỏi cà riền của em đó mà. May mà em không xài những tiếng nặng nề, những lời hỗn ẩu để hạ nhục anh. Nghĩ tới đây, cô Lệ Ngọc cảm thấy mi mắt của mình nóng rực. Thôi chết rồi, hai giọt nước mắt của cô rụng xuống trang thơ, làm lem luốc một vài chữ. Cô rút khăn mùi xoa ra chậm chỗ mực nhòe. Quỷ yêu gì đâu á, chưa chi mà mình để cho cảm xúc dâng trào. Thôi được, ngày mai cô sẽ mua một tập bìa cứng để chép lại những bài thơ tình yêu kia. Cô vốn khéo tay, sẽ trang điểm những trang thơ kia bằng những hình vẽ bó hoa, cánh bướm dần bông hường, cánh chim tung trời mây, cánh buồm dưới trăng, dành tà nguyệt treo nghiêng phía trên đỉnh núi. Cô sẽ nhờ thợ bọc bìa bằng nhung xanh và khắc chữ mạ vàng lấm lánh. Ở bìa trước cô sẽ mượn lũ bạn khéo tay khoét hình trái tim thiệt mập, để mai sau cô lồng hình vợ chồng cô vào trong đó. Bỗng cô chợt nhớ ra, dì Út mình biết mần thơ, để rồi mình nhờ dì chỉ cho mình rành rẽ niêm luật, để mình có thể sướng quả với cưng vàng cưng ngọc của mình, để cho cuộc sống lứa đôi thêm nồng mặn ý tình và đượm nhuần thơ mộng. Hết chuyện.